Sinh con giờ đẹp. Sunflower, dậy mau. Sao hôm nào con cũng nằm cố, rồi lại cuống cuồng đi học muộn thế? Đấy, anh thấy không? Cái con bé này càng ngày càng hư à. Sáng nào em cũng phải rác cổ bổng họng để gọi nó đi học. Lớp 10 rồi, chứ còn bé nhỏ gì nữa, không biết tự lập là gì hết. Em phải bảo con chỉnh đốn lại ngay mấy cái thói quen không tốt đấy đi. Thì em cũng bảo con suốt đó thôi, chứ có phải không đâu. Con bé này thật chẳng hiểu chuyện gì hết. Lớn rồi mà việc học hành cứ lằng nhằng, ham chơi, gây đủ thứ các chuyện trên trường, chả ra làm sao hết. Thật đau đầu vì nó mà. Mẹ kệ con, con ngủ thêm một tí nữa đã. Con dậy ngay cho mẹ. Dậy khẩn trương lên, đi học hay đi chơi, con gái còn lứa ngủ nướng hay lắm đây. Không được trên nết gì hết, học hành thì kém, lại còn lười. Không hiểu mai này nó làm nên cái trò trống gì nữa. Thôi đi anh, hôm qua hình như con nó học khuya đó. Học, nó mà thức học thì anh đi đầu xuống đất cho coi. Tuổi 16 của mình bắt đầu với lời sỉ của bố. Người hơi tí là mắng mỏ mình. Mà sinh nhật gì chứ, có ai nhớ đây là ngày mình sinh ra đâu. Sinh lâu ơi, dậy đi, cô xuống kìa. Em không cần học giờ của tôi nữa, mời em về nhà ngủ. Cô, em xin lỗi, cô đừng ghi tội em vào sổ nha cô. Kiểm tra miệng thì không học bài. Tôi không những ghi sổ em, ý thức của em thế này thì điểm không của em cũng đừng gỡ nữa. Bây giờ thì mời em ra ngoài. Chết mình rồi, tuần này bị một đống điểm kém, tội bị ghi sổ ghi chú. Thế nào cô giáo cũng đòi mời phụ huynh. Trời ơi, bố sẽ lại được phen sỉ vả mình nữa cho coi. Em Sunflower, em lén lút lên bàn giáo viên rồi giấu giếm cái gì đấy? À, dạ em... Sunflower, em định làm gì thế hả? Em giấu sổ điểm của lớp mang đi đâu? Em chỉ... Vâng, tôi và mẹ cháu sẽ lên trường gặp cô vào ngày mai. Đồ gian dối, bố thật mất mặt vì con mà. À, kìa anh, bình tĩnh đã, có gì từ từ bảo con. Nó là đứa có thể từ từ bảo được hay sao? Đến mức này thì không còn là lười, là dốt nữa, mà là dối trá, lừa học em biết không? Nó định thủ tiêu sổ điểm, sổ ghi chép của lớp, bị cô chủ nhiệm bắt gặp đấy. Cảm ơn quà sinh nhật của bố. Kìa con. Em kệ nó, nó không còn là trẻ lên ba nữa, em không theo nó cả đời được đâu. Mình sẽ đi, không còn gì liên tiếp với cái thành phố này nữa. Để không còn là nỗi sỉ nhục, là sự mất mặt của ai nữa. Alo, cha đi đấy à? Không có Sunflower ở đấy hả cháu? Anna phải không cháu? Cái Sunflower có qua nhà cháu không? Dễ ra, anh phải để em đuổi theo con chứ. Bây giờ nửa đêm nửa hôm rồi, không biết con bé đã đi đâu. Nó mà làm sao thì... Không sao đâu, con bé đã là học sinh lớp 10, nó đủ lớn để biết suy nghĩ mà. Hôm nay là sinh nhật của con, nhận một cái tát của bố, xấu hổ trên lớp với thầy cô, bạn bè. Anh nghĩ nó sẽ làm gì chứ? Dạ, mẹ bảo sao cơ ạ? À? Con bé lâu ơ nó... Vâng, dạ, dạ. Bà nội bảo cái Sunflower nó đang ở quê, nó cầm theo hết tiền tiết kiệm mua vé máy bay. Nó nói với bà là nhất định không quay về đây nữa. Em xem con gái em đi, còn coi bố mẹ ra gì nữa không? Anh nói sao? Nó mua vé máy bay á? Dù sao cũng yên tâm hơn rồi, về thì cũng đã về rồi, cứ để nó ở lại với bà mấy ngày đi. Bà đồng ý với cháu đi, bà xin với bố mẹ cháu cho cháu về đây học. Cháu ở cùng với bà như ngày xưa, cháu không cần đến thành phố lớn, không ở với bố mẹ cháu nữa đâu. Sao cháu lại nói như vậy? Bố mẹ cháu lặn lội lập nghiệp xa, rồi đón cháu lên thành phố lớn học, cũng vì muốn tạo điều kiện tốt nhất cho tương lai của cháu. Cháu làm như hôm nay là không đúng rồi. Giờ đã hơn 5 giờ sáng, bố mẹ cháu cả đêm tìm cháu. May mà chuyến bay an toàn, lỡ khi có chuyện gì thì... Cháu lớn rồi, mà sao có chuyện gì được chứ ạ? À? Hôm nay là sinh nhật 16 của cháu. À không, là hôm qua chứ, bà cũng quên rồi hay sao?
bà làm sao mà quên được ngày cháu sinh ra đời. Và bà tin bố mẹ cháu càng không thể quên. Cháu đừng trách bố mẹ nữa. Cháu học kém, cháu ham chơi. Ở trên thành phố, cháu làm mất mặt bố mẹ. Ơi. Chúc mừng anh chị. Chúc mừng gia đình. Cả mẹ và bé đều an toàn. Một bé gái kháu khỉnh. Đó là một ngày mưa gió bão bùng. Cháu cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện trung tâm thị trấn, sau khi đã vật lộn trong bụng mẹ hơn một ngày trời. Sở dĩ phải lên tận viện trung tâm vì cháu nằm ngôi thai ngược, khó sinh. Đến khi tiếng khóc cháu cất lên át cả tiếng mưa, thì không chỉ bố mẹ, bà nội, mà cả ekip y tá, bác sĩ cùng vỡ òa sung sướng. Con bé đặc biệt này đặt nó tên là gì được đây? Ôi nè, mẹ và em nhìn ngoài kia xem, cả một cánh đồng hướng dương. Mưa bão thì sao chứ, ngày mai thì nắng lên, những đóa hướng dương sẽ hướng về phía mặt trời rực rỡ. Anh nghĩ ra rồi. Con nghĩ ra rồi mẹ ạ. Mình sẽ đặt tên cho con bé là Đào Xuân Lao Ơ. Con sẽ như những đó hướng dương ngoài kia, luôn hướng về phía mặt trời. Màu vàng rực của ánh hướng dương tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và bình yên sẽ theo con suốt cuộc đời này. Xuân Lao Ơ, hay quá anh ạ. Hoa hướng dương cũng tượng trưng cho sự hiếu kính. Mai này, Xuân Lao Ơ lớn lên sẽ hiếu thảo, vâng lời cha mẹ và bà nội. Ôi, họ làm gì thế kia? Sao họ lại ủi xe vào vườn hoa chứ? Ôi, anh chị và bác ở xa nên không biết rồi. Cánh đồng hoa này nằm trong quy hoạch xây đường mới. Hôm nay họ bắt đầu tiến hành phá bỏ sau một thời gian dài thỏa thuận với người trồng hoa. Cánh đồng chuyên trồng hướng dương hơn chục năm rồi. Người dân họ cũng tiếc lắm. Mẹ bế cháu giúp con. Con đi đâu thế? Trời lại mưa rồi đấy. Thế là bố cháu không nói không rằng đưa cháu cho bà bế, phi ra giữa trời mưa gió, rồi trở về với những bó cây hướng dương và cái chân bị thương rớm máu do không may bị xe ủi lủi vào. Bố lấy được giống hoa về rồi. Xin lao ơ của bố ơi, bố sẽ trồng cho con cả vườn hướng dương nha. Bố cháu nói rằng vạn sự khởi đầu phải được may mắn, huống chi là cái tên theo cháu suốt cuộc đời. Đặt tên cháu lấy cảm hứng từ cánh đồng hướng dương. Đó là cánh đồng hoa lại bị dỡ bỏ thì không hay. Bố cháu phải lấy giống hoa về, nhất định gieo lên thành một vườn hướng dương ở nhà. Thế rồi, bố cháu đã làm được. Từ bấy lâu đến nay, vườn hướng dương vẫn luôn bừng nở trong khu vườn nhỏ này. Và chân bố cháu thì bị một vết sẹo lớn, vẫn thường hay đau nhất khi trở trời. Cháu có để ý hay không? Khi bố mẹ cháu lên thành phố, thì bà chăm sóc hoa, gìn giữ hạt giống qua bao mùa mưa nắng. Bà ơi, cháu vô tâm quá. Cháu không biết là bố mẹ và bà đã đặt vào cháu nhiều hy vọng và yêu thương thế nào. Vậy mà cháu phải về nhà đây bà ơi. Chúc mừng sinh nhật muộn con gái. Bố xin lỗi con. Bố... Con mới là người có lỗi. Con sai rồi. Con xin lỗi bố mẹ.
nội kể về ngày con sinh ra. Con hứa với bố mẹ, dù bây giờ hơi muộn, nhưng từ hôm nay con sẽ luôn nỗ lực để là Sunflower mà bố mẹ tự hào. Tiếng chày giả gió. Tại sao giả cây gió như thế này lại làm được thành giấy hả ông? Để làm ra những tờ giấy gió cũng công phu lắm. Rồi cháu sẽ được học thôi. Minh ơi, con ra đây giúp mẹ đi cho nhanh nào. Làm việc cũng là một cách học đấy con. Vâng, con sẽ học tất cả các công đoạn để trở thành một nghệ nhân làm tranh giống như ông và cha. Con sẽ khiến cha ở dưới suối vàng tự hào về con. Tốt lắm. Thế mới là cháu của ông chứ. Bố ơi, sắp Tết rồi, nhiều khách hàng đặt hàng quá. Nhanh tay lên kẻo không kịp giao tranh cho người ta đâu bố. Con xem tình hình thế nào. Nếu không kịp thì bớt sang cho nhà bác Trình, nhà ông Tú, ông Vinh. Bố ơi, bên đó cũng đang lo không làm kịp đấy ạ. Bố có thấy cả làng mình nhà nào cũng tấp nập làm tranh không? Thế thì thằng cu Minh sau này nối nghiệp ông làm tranh, tha hồn mà làm nhé. Ông lại mua thêm gối giả gió làm gì không? Lâu nay nhà mình có ai mua tranh nữa đâu ạ? Nghề làm tranh của làng mình ngày càng mai một. Có vài nhà đã bỏ nghề, họ mang cối ra cầu ao vứt trống trơ. Ông tiếc nên bê về. Muốn bê về làm gì? Nhà mình có vài cái, con cũng đang muốn mang vứt đi đấy ạ. Lâu nay chả dùng đến, chật cả nhà ra. Vứt đi là vứt thế nào? Nghề truyền thống của làng, dù không ai mua tranh á, thì tôi cũng phải giữ những vật dụng này như là bao vật gia truyền đấy. Với lại, thằng Minh nó vẫn đam mê con nghề này lắm. Mai này kiểu gì nó cũng vực dậy cái nghề tranh giấy này thôi. Đúng không cháu? Dạ cháu. Thanh niên trong làng cũng đi làm việc khác hết, không ai muốn làm tranh nữa rồi bố ơi. Nhưng thằng Minh nhà mình thì khác, nó sẽ tiếp nối cái nghề này của cha ông. Con nghĩ kỹ chưa Minh? Con định khi nào đi? Dạ, đầu tuần sau con đi luôn mẹ ạ. Ông ơi, con muốn sự ủng hộ từ ông. Nội ơi, cháu có còn của ông không hả Minh? Cháu đã khẳng định sau này sẽ thành nghệ nhân làm tranh nổi tiếng, sẽ làm cho cái nghiệp làm tranh của nhà ta ngày càng phát triển. Vậy mà giờ cháu lại quay lưng với nó thế hả cháu? Ông rất thất vọng về cháu. Ông ơi, con xin lỗi, nhưng giờ làng nghề ta đã như vậy, con phải đi. Hãy để đến khi ông chết, cái nghề này cũng chết theo, sẽ không còn gì để buồn nữa. Kìa ông, kìa bố. Con đi lại cẩn thận nhé. Mẹ yên tâm, có phải lần đầu xa nhà đâu mà mẹ lo. Ông ơi, cháu đi đây ạ. Ông ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Không sao đâu con, nghề tranh làng mình không phát triển được, con cũng phải đi làm công việc khác chứ. Ông cũng sẽ hiểu thôi mà. Con đi mẹ nhé, mẹ hãy động viên ông giúp con. Ừ, cứ yên tâm. Đến nơi rồi, cho xe vào đây anh Tài ơi. Wow, wonderful. Ông ơi, cháu dẫn những vị khách nước ngoài về thăm làng tranh quê mình nè ông. Hello. Cháu đang làm gì thế? Thưa quý vị, những ngày qua quý vị đã được tới rất nhiều địa danh nổi tiếng của đất nước chúng tôi. Bây giờ, tôi xin giới thiệu với quý vị một thứ chắc chắn quý vị sẽ thấy rất tuyệt vời. Đây là tranh dân gian của quê hương tôi. Tôi xin được tặng quý vị và mời quý vị về thăm làng tranh để thấy được sự đặc biệt trong cách làm tranh mà không một nơi nào trên thế giới có được. Trong bức tranh lạ quá, nó được vẽ trên loại giấy rất lạ. Đây là một trong những công đoạn làm giấy. Giấy được giả từ vỏ cây gió. Cây gió sẽ cho ra đời những tấm giấy dai và giữ cho bức tranh rất bền.
Ôi, cách họ làm tranh lạ quá. Lẽ ra chúng ta nên đến đây từ lâu rồi. Mực để làm nên những bức tranh như thế này hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Thật tuyệt vời. Tôi nhất định sẽ giới thiệu làng nghề này với tất cả bạn bè của tôi để họ tới đây. Bên này, thế là họ mua hết chỗ tranh mà ông đã làm rồi đấy. Lại còn đặt thêm rất nhiều tranh nữa. Chào chị bớt việc cho mọi người ở trong làng cùng làm với nhé. Vâng thưa ông, với số lượng lớn thế này, chắc là làng mình lại có việc rồi ông nhỉ? Cháu của ông giỏi lắm. Vậy mà ông cứ tưởng cháu bỏ làng, bỏ nghề truyền thống mà đi. Không đâu ông ạ, cháu cũng yêu nghề giống như ông vậy. Cháu học nghề hướng dẫn viên du lịch cũng là muốn giới thiệu làng tranh mình với khách nước ngoài đấy ông ạ. Bố ơi, cháu mình của ông không hổ danh là cháu của một nghệ nhân phải không ạ? Cháu thấy ông mặc thế này đã được chưa? Ông ơi, đẹp lắm rồi ông ơi. Hôm nay quan trọng lắm nên ông phải tươm tất. Ông sẽ có bài phát biểu trong buổi nhận bằng chứng nhận. Lời nhắn gửi yêu thương. Mỗi lần đi qua đây mình lại thắc mắc, không biết bên trong nó như thế nào nhỉ? Mình nghe mẹ kể, chủ nhà là một kiến trúc sư rất giỏi, nhưng ông ấy chưa kịp hoàn thiện căn nhà thì gặp tai nạn đột ngột. Thấy ông ấy không có con cái gì hả? Nghe nói có một cô con gái, nhưng vợ chồng ông ấy ly hôn nên con gái theo mẹ ra nước ngoài. Sau này người mẹ lấy người khác hay sao ấy, nên để chị ấy về ở với bố. Thế nên ông ấy mới hăm hở xây nhà này để đón con gái về đấy. Nhưng chưa kịp thì đã... Tiếc nhỉ, giá mà được vào trong xem thế nào. Linh ơi, có bạn con tìm này. Vâng, con xuống nhà đây ạ. Cậu đi với tớ, tớ phát hiện ra cái này hay lắm. Cái gì thế? Bí mật, cậu cứ đi đi rồi biết. Vào đi, lối đi này là mình phát hiện ra đấy. Chỉ trẻ con tụi mình mới chui vừa thôi. Sao cậu phát hiện ra chỗ này thế? Tình cờ thôi à. Hôm trước anh trai của mình với mình dắt con Bi qua đây thì nó bị sổng chạy ra chỗ này. Tụi mình lần mò đi tìm thì phát hiện ra ở đây có một cái hố nhỏ. Ôi, không ngờ trong này lại đẹp thế. Nhà đẹp thế này mà bỏ đi phí quá đi mất. Ông ấy làm cái này kỳ công thật đấy. Vừa được chơi ngoài trời mà không lo nắng nóng. Lên nào, 1, 2. Ngày mai tụi mình quay lại đi chơi ha. Từ giờ trở đi, đây sẽ là chỗ chơi bí mật của riêng bọn mình. Tớ sẽ phi máy bay qua dàn dây leo kia, cậu xem thử nhé. Ôi, máy bay bị mắc rồi. Không sao, để tớ lấy xuống. Cẩn thận đấy. Ủa, có chữ kìa. Hình như đống dây leo này mọc trên khung có hình chữ cái đấy. Để mình giật bớt số dây leo này ra xem chữ gì ha. Cẩn thận, đừng làm hỏng dàn cây nhé. Chịu thôi, cành cây lớn mọc trùm hết ra rồi, mình không với tới được. Giấy tờ cháu đã chuẩn bị đủ rồi, chú tìm cho cháu người phù hợp để mua căn nhà này nhé. Nhà đẹp thế này, cháu bán đi cũng tiếc nhỉ? Vâng, nhưng cứ nhìn ngôi nhà này, cháu lại thấy buồn. Ba cháu đã mất trong lúc xây dựng nó. Chị ấy định bán chỗ này thật sao? Tiếc thật đó, ngôi nhà làm mất bao công sức mà chị ấy lại bán đi. Không hiểu sao mình cứ thấy tò mò về hàng chữ trên dàn cây ấy. Không biết là ba chị ấy làm chữ gì nhỉ? Hay mình quay lại đó một lần nữa xem đó là chữ gì đi. Ừ, cứ thế đi ha. Hôm nay mình có đem theo cây que, bọn mình sẽ chọc chỗ cây leo đi, xem rốt cuộc là chữ gì. Các em là ai, sao lại vào được đây? Bọn em xin lỗi vì tự ý vào đây. Chuyện là... Thì ra là thế. Trước đây chị từng nuôi một con chó rất mập. Chỗ này là để cho nó đấy. Cậu cười cái gì chứ? Ba ơi, con muốn một khu nhà có dây đu, có bập bênh, có thật nhiều cây nữa. Chị ơi, em nghe nói chị đang muốn bán nhà. Chị đừng bán đi được không? Ngôi nhà này rất đẹp mà. Nhưng ngôi nhà này
gắn với một ký ức rất buồn của chị em à. Nếu thế chị cho bọn em nhìn nốt hàng chữ trên dàn cây kia được không ạ? Hàng chữ trên dàn cây. Ba mãi mãi bên con. Ba ơi. Chào các em có muốn vào nhà chị chơi không? Chị chưa bán nhà sao? Đây là nơi ba đã dành cả tâm huyết để làm cho chị sẽ không bao giờ bán nó đi nữa. Nhờ có các em mà chị đọc được lời nhắn gửi của ba chị. Nếu không thì có lẽ cả đời chị sẽ không biết đến nó. Vì từ khi ba mất đi, chị đã rất đau lòng nên không muốn quay lại đây. Từ giờ nếu các em muốn đến chơi á thì cứ đến bất kỳ lúc nào nhé. Hay quá, bọn em cảm ơn chị. Bọn em cũng đang buồn vì không được vào đây chơi nữa. Về chung một nhà. Trời sáng rồi, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời đây. Cậu chủ chắc cũng sắp xuống rồi. Vừa nhắc đã xuất hiện liền. Hôm nay trông cô chủ thật là xinh đẹp. Đi thôi. Chào em, Nami. Chúc em một ngày tốt lành. Chào anh, Luffy. Hôm nay anh lại đến trung tâm thể thao hả? Ừ, sắp đến giải thi đấu võ thuật toàn quốc rồi, nên cậu chủ tập luyện vất vả lắm. Cậu chủ của anh lợi hại thật đấy. Mà hôm nay trông em xinh quá. Em vẫn vậy thôi mà, chắc là vì cô chủ mới cho em đi rửa nên anh thấy vậy đấy. Có cô chủ chăm sóc thật là tốt. Cậu chủ chẳng mấy khi chăm sóc anh như thế đâu. Em thấy cậu chủ của anh chăm sóc anh cũng rất tốt mà. Anh được bảo dưỡng thường xuyên nên máy móc có bao giờ bị trục trặc đâu. Đến giờ rồi, thôi chào anh nhé. Chào em, hẹn gặp em ngày mai. Để ý người ta mà chỉ chào hỏi suông như vậy thì sao mà tiến tới được chứ. Chán cậu chủ quá đi mất. Hay, bình thường thì nhanh nhẹn là thế, nhưng mà cứ dính đến chuyện tình cảm thì lại nhút nhát trì trệ quá thể hả? Hôm nay cô chủ lại phải làm về muộn. Vậy là mình không được gặp anh Luffy nữa rồi. Ôi, có chuyện gì vậy nhỉ? Cô chủ lúc nào cũng tốt bụng như vậy. Mong sao cô chủ sẽ gặp được một người thật tốt xứng đáng với cô ấy. Giá như là cậu chủ của anh Luffy thì tốt biết mấy. Như thế mình sẽ được ở cạnh anh Luffy mãi mãi. Tiếng của Nami. Vậy là cô ấy đã về rồi. Ngày nào cũng chỉ có thể trông ngóng cô ấy như vậy thôi. Cách nhau có một con đường mà sao xa xôi đến thế. Giờ này chắc anh Luffy đang ở trong nhà. Nami, anh Luffy ơi. Nami, em làm sao thế? Cô chủ sắp chuyển nhà đi rồi. Em sắp không được gặp anh nữa. Sao? Cô ấy chuyển đi ư? Nhưng bao giờ cơ? Em không rõ, nhưng cô chủ đang tìm nhà mới rồi. Hình như là chỗ nào đó gần công ty, vì cô chủ thỉnh thoảng phải đi làm về muộn. Không, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh không muốn phải xa em. Em cũng thế, nhưng chúng ta phải làm sao bây giờ? Giá như chúng ta có thể ở chung một nhà thì tốt biết mấy. Cậu chủ cũng thật là, rõ ràng là có tình cảm với cô chủ của em mà không dám thể hiện gì cả. À, anh có ý này. Trên đường về đây có một cửa hiệu sửa xe, cậu chủ thường đi về trước. Vậy thì anh sẽ giả vờ chết máy để cậu chủ vào đó sửa. Chờ đến giờ em đưa cô chủ về đi ngang qua đó. Anh Luffy ơi, em đang cố gắng giảm tốc để chờ anh đây. Anh mau tới đi. Chết rồi, thì ra mụ ta là đồng bọn của bọn du côn. Hẳn là mụ ta đã quan sát cô chủ hay phải đi làm về muộn. Anh Luffy, anh đang ở đâu? Cậu chủ cố lên. Hoan hô cậu chủ. Đáng đời lũ du côn, từ nay đừng hòng bắt nạt cô chủ nữa.
cùng chúng ta cũng được về chung một nhà. Từ nay chúng ta đã có cả cô chủ và cậu chủ rồi. Trái tim người tuyết. Tôi là một người tuyết. Kiếp sống của tôi rất ngắn ngủi. Tôi sẽ biến mất khi tuyết tan, và có thể còn sớm hơn thế nếu không thể vượt qua được những đợt bão tuyết xảy đến bất kỳ lúc nào. Sao mình cứ cảm thấy xốn xang bởi một khao khát gì đó mỗi đêm khi nhìn thấy những ô cửa sáng đèn kia? Sao cảm giác này lạ lùng thế? Ôi xem này, người tuyết của bạn Anna sức sát hết rồi. Mất cả tay chân, mắt mũi nữa chứ. Trận bão tuyết đêm qua khá mạnh đấy. Tội nghiệp quá. Về thôi Anna, tí nữa chúng ta sẽ đi câu cá ở hồ nước phía tây thị trấn nha. Các cậu đi đi, tớ phải sửa người tuyết đã. Hôm nay lạnh lắm đấy Anna, không nên ở đây lâu đâu. Mình biết rồi mà. Chiếc khăn này sẽ giữ ấm cho bạn. Mình phải về đây, mình lạnh quá rồi. Cô bé tốt bụng quá, hình hài của mình đã trở lại như trước rồi. Giá mà mình có thể đi theo về nhà cô bé nhỉ? Nhà cô bé chắc chắn sẽ có đèn điện như những ngôi nhà trong thị trấn mỗi đêm. Nơi ấy sẽ ấm áp lắm. Chỉ ít lâu nữa thôi, tuyết sẽ tan và mình sẽ phải từ giã cuộc sống ngắn ngủi này. Không, mình muốn được bước đi, được tới ngôi nhà với ánh đèn ấm áp, được sống như một con người thực sự hết kiếp đời ngắn ngủi của mình. Phải rồi, đó chính là cảm giác lạ lùng, là khao khát mỗi tối mà mình đã không thể gọi tên. Chúa tuyết nhất định có thể giúp mình, nhưng người sẽ chỉ xuất hiện vào ngày cuối của đợt tuyết. Nghĩa là nếu người đồng ý giúp thì mình chỉ có một ngày được là con người thôi. Đợt tuyết cũng chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, và chúa tuyết sẽ ghé qua. Chỉ một ngày thôi cũng được, mình vẫn thấy mong chờ. Khát khao của con là chính đáng. Có điều chuyện này ta không thể giúp con. Muốn có cơ hội ấy, con phải có được trái tim đang đập của một sinh vật. Nghĩa là sinh vật ấy phải đồng ý nhường lại trái tim cho con. Mà chuyện đó thì ta nghĩ là rất khó. Thưa người, con sẽ thử. Dù cơ hội có ít ỏi đến thế nào, ta sẽ cho con một phép màu. Đó là con có thể đi được. Chúc cho con sẽ gặp may mắn. Nếu con có được trái tim ấy thì không chỉ một ngày, con sẽ được trở thành người thật sự và có cuộc sống dài lâu trên thế gian này. Bạn sói ơi, bạn sắp không còn được sống nữa rồi. Bạn có thể nhường lại cho tôi trái tim của bạn không? Nó rất quan trọng với tôi. Anh là ai mà dám hỡi xin trái tim của người khác? Mau đi đi, đừng tưởng còn chút sức mà ta không hạ được anh. Chim sẻ vô cùng hiền lành ơi, có lẽ bạn sắp rời trần gian này rồi. Bạn sẽ không cần đến trái tim nữa. Cho tôi đi được không? Xin bạn đấy. Không được đâu. Mất trái tim, làm sao tôi có thể nhớ về quãng đời tuyệt đẹp mà tôi đã trải qua cùng gia đình và bạn bè. Người tuyết đã đi kiếm tìm suốt đêm, gặp thêm nhiều loài sinh vật xấu số khác sắp lìa sự sống. Nhưng đúng như lời chúa tuyết nói, không có loài nào đồng ý nhường lại trái tim mình. Trời sắp sáng rồi, kiếp sống của mình thấy là hết. Một lát nữa thôi nắng sẽ lên và mình sẽ tan rã như chưa từng tồn tại. Cảm ơn con. Mắt ta không nhìn được, nhưng ta dám chắc con là một người vô cùng hiền lành. Ta biết mà, ở thị trấn này, quê hương của ta, con người ai cũng có trái tim nhân hậu. Cuối cùng, ta đã về đến quê hương mình. Tiếc là bà ơi, con không phải con người. Vậy con? Con là người tuyết. Ta không còn sống được bao lâu nữa.
và trái tim ta đập trong ngực con, thì chẳng phải ta vẫn luôn được yêu thương ư, và được nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp này nữa. Con à, trái tim này giờ là của con. Hãy sống và yêu thương con nhé. Cuộc sống này đáng sống làm sao? Bước đi trên đôi chân của mình, nhảy nhót cùng nắng vàng. Cô bé Anna nhà ông Peter chắc không qua được mất. Tim cô bé đập yếu lắm rồi. Nghe đâu vì quá vui đùa với người tuyết, bị nhiễm lạnh vào phổi đã một tuần nay rồi. Cô bé Anna chính là người đã tạo ra mình. Không thể nào, cô bé không thể chết được. Sao tim mình bỗng dưng đập mạnh thế này? Mình cảm thấy thật xót xa. Hãy dùng trái tim của con để cứu lấy cô bé đang thương ấy trước khi quá muộn. Ngay phút giây này, cô bé cần trái tim của con. Phải khó khăn lắm mình mới có được trái tim này. Tại sao mình phải từ bỏ nó chống chánh đến thế? Không, mình không làm thế được. Đến cả những sinh vật sắp lìa đời còn giữ bằng được trái tim kia mà. Không, Anna, con không thể bỏ mẹ được. Anna, Anna. Trái tim này là của Anna. Trái tim này ta dành tặng Anna. Mẹ ơi, tuyết vẫn rơi chứ? Người tuyết của con vẫn ở đó chứ? Anna, Anna, con đã tỉnh lại rồi. Cảm ơn trời đất, con gái của tôi. Lạ quá, nắng đã lên từ sáng. Tưởng rằng tuyết sẽ không trở lại nữa chứ. Tạm biệt Anna. Cuộc sống ngắn hay dài đâu có quan trọng chứ. Quan trọng là tôi đã được tận hưởng cảm giác yêu thương tràn đầy lồng ngực của mình. Yêu thương ấy chỉ con người thực sự mới có được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.